Xin chào quý anh chị các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép là giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Avanza phiên bản lắp ráp tại Việt Nam. Avanza ở thị trường Việt Nam với hai phiên bản là mã số sàn và số tự động thì giá lần lượt các phiên bản như sau. Với thời điểm mùng 1 tháng 7 này, giá niêm yết cho dòng xe số sàn của Avanza có giá niêm yết là 558 triệu và thời điểm này thì bên em đang giảm cho anh chị là 22 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá là 15 triệu. Thì với cái ưu đãi bên trên thì giá xe lăn bánh ở thời điểm tháng 7 này thì chỉ còn có 568 triệu là lăn bánh được rồi. Còn nếu anh chị quan tâm đến trả góp thì cần chuẩn bị giúp em là 147 triệu thôi. Còn phiên bản thứ hai là phiên bản số tự động thì có giá niêm yết là 598 triệu. Và thời điểm tháng 7 này thì bên em đang giảm cho anh chị 24 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện 15 triệu. Thì với cái ưu đãi bên trên thì anh chị lăn bánh giúp em thời điểm này là 609 triệu là lăn bánh được rồi. Thì vừa rồi thì em đã thông báo cho anh chị về cái giá bán của hai dòng xe của Toyota Avanza. Đặc biệt là thời điểm này thì đang có cả giảm thuế trước bạ nên là giá hiện tại rất là tốt, rẻ hơn được so với thời điểm trước khoảng tầm 30 triệu so với cả thời điểm trước. Nên là xe thì có cả số sàn và số tự động để phù hợp với cả tất cả nhu cầu của anh chị. Thì vừa rồi thì em đã báo cho anh chị về cái giá của bản số sàn cũng như bản số tự động. Còn về bên ngoại nội thất của hai phiên bản này thì cũng tương tự nhau thôi, đều được trang bị là cái đèn full LED này, đều được trang bị là kích thước như nhau, khung gầm như nhau, động cơ như nhau nhưng mà hộp số sẽ khác một chút. Thì ngoài ra thì khi thời điểm này thì hai phiên bản nó chênh nhau khoảng tầm 3 đến 40 triệu, thì theo em là nếu mà anh chị mua về cân đối để chạy gia đình thì giúp em là lấy bản số tự động, còn phiên bản số sàn thì cái số tiền đấy không chưa đáng kể lắm để mình nâng cấp. Ngoài ra thì thêm một thông tin nữa là từ khi mà chuyển sang Avanza từ lắp ráp sang từ nhập khẩu nguyên chiếc sang lắp ráp thì chiếc xe này bên em đã được nâng cấp thêm là có cái chắn gầm cũng như là được trang bị thêm cái màn hình 9 inch, chắn gầm động cơ màn hình 9 inch, đồng thời thì nó cũng vừa là được giảm thuế nữa, nên là cái thời điểm này là thời điểm thích hợp để anh chị tham khảo và lấy chiếc xe Avanza này chạy gia đình cũng như là chạy dịch vụ kinh doanh. Thì vừa rồi em đã thông báo cho anh chị về lịch xe, giá xe cũng như các thông báo thời điểm tháng 7 năm 2023 này. Thế anh chị nào cần em tư vấn thêm về vấn đề gì, về trả góp hay về thông tin khác về xe thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Em xin phép là hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.